Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 12 tháng 3 năm Tân Sửu, đoàn công tác chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đã đến chùa Đà Nguyên, thành phố Tâm Kỳ, tỉnh Quảng Nam để viếng hương cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch. Tại lễ viếng, đoàn đã dành một phút để tưởng niệm những cống hiến cho đạo pháp và dân tộc của cố Đại lão Hòa thượng. Sau đó, ông Trương Hòa Bình đã đại diện đoàn công tác chính phủ gây sổ tang, bày tỏ thương tiếc cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, một nhà sư đạo cao đức trọng, có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời tu hành của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên là tấm gương sáng về sự nhập thế, tận tụy chăm lo cho việc đạo, việc đời. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni Phật tử, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau lễ viếng hương, Phó Thủ tướng Thường trực đã vấn an sức khỏe và tặng quà đến chư vị tôn túc lãnh đạo giáo hội. Đáp lại thâm tình của ông Trương Hòa Bình và đoàn công tác, chư tôn đức cùng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến Phó Thủ tướng Thường trực và phái đoàn. Nguyện cầu quý vị được nhiều sức khỏe, tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.